Đồng hành cùng chị trong khóa học văn VIP 2K7 để làm chủ chương trình mới lớp 10, dễ dàng đạt 8 cộng văn các em nhé. Rồi, có lẽ là chúng mình cũng đã làm quen nhau, giới thiệu nhau rồi thì bây giờ chị cũng không nói nhiều nữa, chị sẽ vào luôn cái phần mà các bạn đang quan tâm đây. Thì bây giờ trước khi vào phần này thì có lẽ chị sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi này nhá. Chị đặt các bạn một câu hỏi. Các em ơi, có bao giờ mà các bạn cảm thấy mông lung và mơ hồ khi mà nghe bạn bè nói, khi mà nghe anh chị nói, khi mà nghe thầy cô nói rằng là ôi, chương trình mới chuẩn bị phải học đấy các em ạ. Các bạn có bao giờ bị mông lung bởi cái điều đấy không? Rồi các bạn bị học sách giáo khoa mới, không chỉ là môn văn, môn toán, môn lý, môn hóa cũng như vậy. Các bạn có bao giờ bị mông lung không? Và trong cái thời gian gần đây thì chị thấy rằng là có những cái group đăng bài nói rằng là Tây Tiến này, đất nước này rõ ràng là của chương trình lớp 12 mà bây giờ tại sao lại dạy ở chương trình lớp 10. Thế là chị thấy hình như là các bạn đang rất là lo lắng. Rồi các bạn cũng đang rất là ôi chết rồi, khó thế thì làm sao mà em học được. Rồi chị thấy rất là nhiều bạn vào comment thôi chết rồi, thế này thì biết phải làm sao đúng không? Không biết là các bạn có đang bị mông lung không? À ở đây thì có Hachisu Hoa Sen bảo có đúng không? Thì riêng bản thân chị thì khi mà chị tiếp cận với chương trình mới, sách giáo khoa mới thì đúng là bản thân chị cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng mà chúng ta hãy bình tâm một chút xíu, bởi vì những cái điều mới mẻ đến trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta hãy cứ đón nhận nó, bởi vì những cái điều đó chắc chắn sẽ phù hợp với các bạn. Bởi vì đất nước rồi xã hội rồi con người đang dần một thay đổi thì chắc chắn rồi, chương trình học của chúng ta cũng sẽ thay đổi để phù hợp hơn với chúng ta, phù hợp hơn với cuộc sống, phù hợp hơn với cái tốc độ phát triển của xã hội đúng không? À vậy thì có lẽ rằng các bạn sẽ bảo là ô sao tự nhiên bộ nói đổi sách là đổi sách luôn vậy, em vẫn chẳng biết cái gì mà đã đổi sách rồi. Nhưng các em ơi, chương trình đổi sách giáo khoa đã có từ năm 2018 các em ạ. Tức là theo thông tư số 32 vào năm 2018 đây này, thì Bộ Giáo dục đã xây dựng một cái khung chương trình mới cho tất cả các môn, tất cả các khối, tất cả các lớp. Và đây đã có từ năm 2018 rồi. Cái chỉ thị này đã có từ 2018 rồi. Và đến năm nay của chúng mình là 2022 đúng không? Các bạn thử tính thử cho chị xem, đến bây giờ đã được 5 năm rồi. Và 5 năm này đến cái năm thì, năm 2022 này thì bắt đầu chương trình mới được thực hiện trên toàn cả nước. Và ở đó trong ngày hôm nay thì chị muốn nói cụ thể với các bạn, đấy chính là môn văn. Còn có lẽ môn toán, môn anh, môn lý, môn hóa như thế nào thì lại phải nhờ các thầy cô dạy các bộ môn đấy chia sẻ với các bạn đúng không? Còn chuyên môn của chị là môn văn, thế nên là trong ngày hôm nay chúng mình sẽ trọng tâm chia sẻ về môn văn, để làm sao các bạn hiểu rõ về chương trình mới, hiểu rõ về cấu trúc sách giáo khoa mới, để các bạn không mông lung, các bạn không mơ hồ và đặc biệt là các bạn không lo lắng. Các bạn hãy cứ bình tĩnh đón nhận cái sự phù hợp đối với chính mình các em nhá. Rồi, đây, chị sẽ làm rõ cho các bạn thấy cái điều này. Để hiểu được chương trình mới hay sách giáo khoa mới thì chị xin được phép so sánh trên tương quan với chương trình cũ. Các bạn có nhớ chương trình cũ chúng mình học không? Có lẽ là chương trình cũ thì các bạn tiếp cận với khối trung học phổ thông thì các bạn cũng chắc là chưa biết đâu. Thế nhưng mà nghe anh chị loáng thoáng khối trên nói thì cũng biết đúng không? Và ở đây thì các bạn cũng đã học từ lớp 1 đến lớp 9 rồi, là chúng mình học theo chương trình cũ. Vậy thì chị sẽ so sánh như thế này để cho các bạn dễ hiểu cũ và mới nó như thế nào, và có sự thay đổi ra làm sao, và có sự gặp gỡ hay là có cái điểm khác biệt như thế nào nhá. Đây, chị sẽ so sánh, chị sẽ kể hai cái cột như thế này để các bạn dễ hình dung. À, em vẫn mông lung lắm ạ. Ok, nếu mà mông lung thì yên tâm, ngồi đây. Bây giờ chị sẽ so sánh cũ và mới để cho các bạn thấy được rằng là à, vậy thì bây giờ cũ là như thế, mới là như thế này, để các bạn nhìn rõ ra cái điểm tương đồng và khác biệt của hai chương trình này nhá. Rồi, đây, bên cột bên trái của chị thì chị sẽ ghi chương trình cũ, còn bên cột bên phải thì chị sẽ ghi chương trình mới, được không ạ? Các bạn có theo dõi được phần phát trực tiếp này của chị, nếu như mà các bạn thấy mờ hoặc là không nghe rõ thì cũng comment cho chị biết để chị điều chỉnh nhá. Rồi, với chương trình cũ thì các bạn sẽ hình dung ra cho chị, sẽ xây dựng cái nội dung học theo 3 phần. Thứ nhất là phần văn bản, đúng không ạ? À, học phần văn bản là văn bản gì? Các bạn có còn nhớ những cái văn bản mà chúng mình được học từ cấp 2 không? Có còn nhớ không thì đấy chính là văn bản đấy. Rồi, phần thứ hai mà các bạn sẽ được học đấy chính là phần tiếng Việt. Được chưa ạ?
Rồi, phần thứ 3 chúng mình học, đấy là phần tập làm văn. Chương trình cũ thì các bạn biết quá rõ rồi đúng không? Và có lẽ không cần chị phải nói nhiều nữa. Nhưng mà thôi, mình cứ nói lại để ôn lại một chút xíu kiến thức. Bởi vì cũ thì cũ mà mới thì mới, kiểu gì chả có sự tiếp thu và phát triển đúng không? Ở trong phần văn bản này thì các bạn sẽ học văn bản văn học, đúng không ạ? Chúng mình sẽ học văn bản văn học. Và đây là cái phần rất là nặng và cái phần mà trọng tâm để các bạn đi thi vào 10 đây này. Đấy, các bạn học Lặng lẽ Sapa, các bạn học truyện Kiều của Nguyễn Du, rồi các bạn học rất là nhiều những cái tác phẩm thuộc văn bản văn học này, là cái phần mà các bạn dùng ngữ liệu đó để các bạn đi thi cấp 3 đấy. Thì đấy chính là văn bản văn học. Ngoài ra thì các em cũng còn được học cả văn nghị luận nữa, học được cả văn bản nghị luận, văn bản thông tin thì chúng mình cũng có học rồi. Nhưng mà cái phần này thì ở trong chương trình cũ thì khá là không được ưu tiên. Thế nên rằng chị xin phép là chỉ ghi ra ở đây thôi nhá. Văn bản thông tin này. Phần này chị lựa hơi ít chỗ mất rồi, thì thành ra là đang bị chen chúc một chút xíu. Rồi, văn bản nghị luận. Tức là trong phần văn bản thì chúng mình sẽ được tiếp cận 3 phần này, nhưng trọng tâm nhất vẫn là văn bản văn học. Được chưa ạ? Rồi, còn đối với phần tiếng Việt thì các bạn học cái gì? Các bạn học biện pháp nghệ thuật, các bạn học phương thức biểu đạt, các bạn học phong cách ngôn ngữ. Đấy chính là tiếng Việt đấy các em ạ. Đúng không nào? Cái phần này thì không nhắc lại kiến thức cũ nữa, và phần này sẽ được phân chia theo từng lớp mà chúng mình đã được học rồi. Chị không nhắc lại nữa bởi vì ở đây là mình đang tiếp cận chương trình mới mà, đúng không? Còn trong phần tập làm văn thì các bạn đã viết những cái phần văn bản nào mà chúng mình đã được học nhỉ? Chị sẽ chia ra hai cái phần chính như thế này. Thứ nhất, đấy chính là các bạn sẽ viết văn nghị luận xã hội, đúng không ạ? Đó, được không? Rồi, các bạn viết bài nghị luận xã hội, rồi các bạn viết nghị luận văn học. Đấy là những cái dạng bài mà các bạn đã được học ở trong phần tập làm văn này. Cái phần nghị luận văn học này đã đặc biệt lớp 9 các bạn học này. Nhưng trước đó thì các bạn cũng đã học viết văn tự sự, các bạn học chưa? Học rồi, lớp 6 học rồi này, viết văn tự sự học rồi đúng không? Tiếp, văn biểu cảm và miêu tả ngày xưa, rồi là trong tất cả các loại hoa thì em thích nhất là hoa sen. Tất cả những cái phần đấy thì chúng mình đã học rồi đúng không? Cái phần này là chị đang viết chữ miêu tả đấy. Rồi đấy là văn thuyết minh nữa. Hãy thuyết minh về một danh lam thắng cảnh mà em yêu thích. Thì cái phần này là chúng mình đã được học tùy từng khối lớp rồi, chị không nhắc lại nữa đúng không? Nhưng mà cái mà các bạn đi thi ấy, lên 10 thì vẫn là trọng tâm vào nghị luận văn học, phân tích và cảm nhận một tác phẩm văn học. Thì đấy, thì đây là những cái phần mà chúng mình đã được học trong chương trình cũ. Vậy thì bước sang chương trình mới, chúng mình sẽ học cái gì đây? Bước sang chương trình mới thì có lẽ là chúng mình cùng với chị xem lại cái thông tư 32 năm 2018 mà Bộ Giáo dục ban hành. Thì có lẽ là chúng mình sẽ xây dựng 4 kỹ năng. Nhớ cho chị nhá, 4 kỹ năng. Trước đó trong chương trình cũ thì tập trung xây dựng vào các mảng kiến thức. Còn với chương trình mới thì các bạn sẽ tập trung cho chị xây dựng 4 kỹ năng. Nhớ chị ở đây là chúng mình học để có kỹ năng, đúng không nào? Vậy thì trong 4 kỹ năng này các bạn sẽ được học kỹ năng đọc này. Trong phần kỹ năng đọc này thì các bạn sẽ đọc hiểu văn bản. Văn bản đó thuộc thể loại gì thì không cần biết, tức là các bạn sẽ hiểu được, nắm bắt được cái tinh thần cách học của văn bản đọc này. Rồi, tiếp theo đấy chính là đọc rồi, viết này. Học để viết được một đoạn văn, học để viết được một bài văn. Đó, tiếp theo các bạn sẽ nói này. Cái phần này chị khá là thích thú đây. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì chị hay như là các em ở đây, trước đó thì chúng mình vẫn học theo lối cũ. Và trong phần lối cũ đấy thì dường như cái phần nói này của các bạn không có được phát huy nhiều. Dường như là chỉ có bạn nào giơ tay phát biểu thì mới được nói thôi. Còn trong chương trình mới xây dựng hẳn một cái vùng, cái kiến thức, một cái phần kỹ năng giúp các bạn có thể nói được. Nhưng nói được rồi thì lại phải kết hợp với nghe. Đây là hai kỹ năng, nói và nghe là hai cái kỹ năng có thể nói là tách biệt, nhưng trong quá trình học chúng mình lại học chung với nhau, bởi vì người nói thì phải có người nghe. Các bạn đừng nghĩ rằng là trong cái tiết học nói và nghe này thì chúng mình thích nói gì cũng được, hay là nếu như em là người nghe thì thôi, em chẳng nghe bạn nói đâu. Nhưng không các em ạ, chúng mình cần phải lắng nghe người nói, để rồi nhiệm vụ của người nghe chúng mình sẽ làm gì? Đặt ra câu hỏi.
rồi chúng mình sẽ phản biện đúng không nào? À cái phần này thì ôi sao mà giống các anh chị học đại học thế? Mà bây giờ chúng mình đã được học rồi thì tức là ngay từ bây giờ chúng mình đã được học những cái kỹ năng như thế này, nó giúp các bạn trang bị một hành trang vững chắc. Mới đầu thì các bạn có thể nói những cái phần đơn giản, nhưng sau dần thì các bạn nói những cái phần khó hơn. À hay là cái lúc mà các bạn lắng nghe người khác nói cũng là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng khi mà chúng mình bước vào cuộc sống, bước vào cuộc đời. Bởi vì nếu như chúng ta không biết lắng nghe thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ không thể hiểu được người khác, và thậm chí cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình. Thế nên rằng cái việc nói và nghe này là một cái phần kỹ năng, cũng là một cái phần kiến thức rất là quan trọng mà chị khá là hứng thú, bởi vì nó khác hoàn toàn so với chương trình cũ. Chương trình cũ thì dường như không có xây dựng hai kỹ năng đó đúng không? Nhưng mà ở chương trình mới này, giúp các bạn nói được, ăn được nói được mà. Rồi, nhưng mà nói được rồi nhưng phải biết lắng nghe nhá, chứ đừng kiểu như là ủi nghe thế thôi, nhưng kệ các bạn nói gì thì nói, em nói chuyện. Nếu mà như thế thì còn gì lắng nghe nữa, phải nghe xong rồi phản biện, chính xác Nhung Ninh. Nghe xong mình phải phản biện lại chứ, xem là ý kiến của bạn đưa ra có đúng hay không, và cái vấn đề bạn đặt ra có đúng hay không, và mình có đồng ý hay không, có đồng tình hay không, hay là mình không đồng tình với quan điểm đó của bạn, và mình phản biện lại xem rằng đội bạn sẽ, à các bạn có xem cái chương trình chứng tin không, à tại sao mà các bạn đấy lại có thể năng động đến như thế, tại sao các bạn ấy tự tin như thế. Hỏi này, trả lời này, nói này, trả lời này, nghe này. Thì tức là để trả lời được, để phản biện được thì phải nghe được, đúng không? Thế nên rằng chúng ta hãy cũng sẽ xây dựng kỹ năng nói và nghe này để giúp các bạn có một cái hành trang thật là vững chắc để bước vào một cái cổng đại học nhá. Thế nên rằng các bạn ơi, chương trình mới hay lắm, thú vị lắm, các bạn hãy cứ đón chờ nó nhá. Thế nên các bạn cũng đừng lo lắng quá. Vậy thì bây giờ so sánh như thế này để các bạn thấy rằng, à đây, với chương trình mới chúng mình sẽ được học những kỹ năng như thế này. Và nói thêm một chút xíu ở phần viết này. Ở phần viết trong chương trình mới thì các bạn sẽ được cung cấp về mặt phương pháp, được không ạ? Để các bạn có thể viết được đoạn văn, các bạn có thể viết được bài văn. Và đối với chương trình lớp 10 của chúng mình thì sẽ trọng tâm vào hai phần viết như thế này. Theo đúng chương trình của Bộ Ban hành năm 2018 thì các bạn sẽ thấy là với phần viết thì các bạn sẽ trọng tâm vào cho chị hai vấn đề. Một này, viết được một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. À, thế cái này chúng mình học chưa? Học ở lớp 9 rồi và bây giờ lại tiếp tục được học, nâng cấp lên một chút xíu nữa. Đó, thấy không? Rồi, viết được một văn bản nghị luận phân tích đánh giá về một tác phẩm văn học. Đấy, thấy chưa? Dù là mới nhưng chúng ta cũng thấy được rằng chúng mình vẫn phải viết nghị luận văn học, đúng không? Chúng mình vẫn phải viết nghị luận xã hội. Đấy, được chưa nào? Thì các bạn chú ý cho chị như thế nhá. Nhưng ngoài hai kỹ năng này ra, ngoài hai cái phần mảng nội dung viết nghị luận văn học và nghị luận xã hội, thì chúng ta sẽ thấy được rằng này, các bạn còn phải viết cái gì này? Viết một bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen, rồi viết được một bài luận giới thiệu bản thân, rồi viết được bản nội quy hướng dẫn ở nơi công cộng. Và những cái phần này chúng mình cũng sẽ được học các em ạ. Không chỉ dừng lại ở đây đâu. Nếu như chương trình cũ chỉ xây dựng các bạn hai phần này, nhưng đối với chương trình mới thì các bạn tiếp tục được học thêm những cái phần viết khác nữa. À, viết về một cái bài giới thiệu về bản thân, cái cấu trúc như thế nào, ra làm sao, thì đấy chính là chương trình mới sẽ cung cấp cho các bạn cái phương pháp. Rồi nói như cách của chị thì chị hay hiểu là, à thôi thì bây giờ chương trình mới sẽ cho các bạn cái cần câu để các bạn sẽ dùng nó để tự câu cá cho chính mình. Thì đấy là chương trình mới. Các bạn viết được một bài thuyết phục người khác này, viết được một bài báo cáo kết quả nghiên cứu này. Đó, thì đây là những cái phần mới mà trong chương trình mới bổ sung thêm vào cho chúng ta, được không ạ? Thì các bạn chú ý cho chị cái phần đó nhá. Không chỉ dừng lại ở hai cái phần này đâu, mà chúng mình sẽ còn được viết những cái phần này nữa. Còn viết như thế nào thì có lẽ lại phải đi vào từng bộ sách, đi vào từng cái phần nội dung của bài học thì chúng ta sẽ làm rõ được những cái vấn đề này. Còn đây chỉ là những cái vấn đề chung mà chúng mình đặt ra để chúng mình sẽ được học trong cái năm tới mà thôi các em nhá. Rồi, các bạn háo hức nào đúng không? Rồi, vậy thì dựa vào cái phần chương trình mới như thế này, với những cái phần giống và khác nhau mà chị đã phân tích với các bạn đấy, thì khi mà nghe chị phân tích này thì các bạn cũng cảm thấy là, à nếu mà như thế thì nếu như trường em học bộ cánh diều này, nếu như trường em học bộ kết nối tri thức thì sao nhở, có giống nhau hay không, thì chị cũng có thêm một cái phần lưu ý với các bạn nữa nhá, để các bạn mình, để chúng mình tránh cái sự mơ hồ hay là lo lắng mà ôi bạn em rõ ràng là học bộ cánh diều thế mà em lại học bộ chân trời sáng tạo, chả biết bọn em học có giống nhau hay không, rồi chả biết là bọn em đi thi thì như thế nào. Thì chị cũng muốn lưu ý với các bạn thế này, đối với chương trình mới á thì chúng mình sẽ không phải là học một
và thi một đâu, mà chúng mình học 1, học 10, rồi thi 100 thì cũng chẳng biết nữa, nhưng mà sẽ không phải là thi cố định vào một tác phẩm nữa, mà sẽ là linh hoạt, phù hợp và lựa chọn những cái tác phẩm khác nhưng cùng thể loại. Đồng hành cùng chị trong khóa học văn VIP 2K7 để làm chủ chương trình mới lớp 10, dễ dàng đạt 8 cộng văn các em nhé.